Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhá. Đây thì hôm nay thì em cũng bán được một số cái sản phẩm này cho khách và cũng như là test luôn cho các bác khách thưởng thức, cũng như là anh em đang có những nhu cầu đi tìm hiểu những cái mặt hàng về âm thanh thì tìm hiểu bên cửa hàng Thắng Hoàng. Thì đây hôm nay thì em cũng bán con vàng HD 9000. Đấy, con vàng này thì có bao gồm đầy đủ phần mềm, em đang kết nối phần mềm đến được các bác. Thấy không ạ? Em đang kết nối phần mềm này. Và con vàng này thì có kèm theo điều khiển luôn nha các bác nhá. Có kèm theo điều khiển luôn. Để tiện đây là em hát, em test luôn trên cái cặp loa. Cặp loa HD Audio. Bát test rửa xếp đây. Đấy, test 650 rửa xếp đây các bác nhá. Đấy, cái mẫu loa này thì thưa với các bác là em bán hết rồi. Còn mỗi con vàng thì các bác có thể là trải nghiệm chất lượng của con vàng bên em. Thì con vàng này bên em cũng đã bán ra được khoảng tầm một tuần nay rồi. Thì mẫu vàng này em cũng có sử dụng và test hát trên mấy mẫu loa rồi. Và đây là mẫu loa xịn của DH Audio. Thì em test để các bác nghe nhé. Âm thanh nó còn sướng hơn rất là nhiều lần các bác. À, mời các bác nhé. Lì 1 2. Yêu nhau tuổi thơ ngây, tôi viết bài thơ tặng người. Khi cuộc tình lên ngôi, say đắm thiên đường dệt mộng ước chung đôi. Ngỡ yên vui ngờ đâu đường hoa hồng pháo cưới. Em về vui duyên mới, em đi bỏ lại tôi cay đắng vần thơ ngậm ngùi. Thơ nằm mong men cay lem máu tim mình, đời buồn những cơn say. Khói thương tư từng đêm dài tuổi đô, đốt cháy đời yêu tình sâu khôn nguôi. Thơ say tôi giao bán vần thơ say, tôi bán thơ mua những giọt điều. Đấy, các bác thấy không ạ, chất lượng của nó là quá hay luôn các bác ạ. Cái độ dày âm và cái độ sáng nghe tiếng rất đẹp. Echo Reverb con vang này phải nói là vô cùng hay. Em khẳng định với các bác luôn là rất rất nhiều các cái sản phẩm vang số, xử lý âm thanh, các cái đường nhạc, đường mic. Đây là một trong những cái dòng vang nó đánh giá là khá là hay luôn các bác. Giá tiền thì nó cũng tầm trung như những dòng vang X, rồi những cái dòng vang Siso linh tinh các cái tầm vang đấy thôi. Đây cũng như là một cái phiên bản nó giới hạn về một con vang rồi. Quan trọng là những người xử lý này thôi, chứ còn cái chất lượng thì nó cũng đến cái tầm này là nó cũng gần như là cái giới hạn đến 90% là chất lượng đạt hiệu quả tốt nhất rồi. Đấy, anh em mà có nhu cầu muốn trải nghiệm, muốn thưởng thức chất lượng con vàng này ở bên cửa hàng Thắng Hoàng, anh em có thể là liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 0969800985 để gặp trực tiếp Thắng Hoàng trao đổi và cũng như là đặt mua hàng ủng hộ cho Thắng Hoàng các bác nhé. Vàng này thì em bán 2,5 triệu một con.
Và cái mẫu vàng này các bác cũng có thể là xem trên kênh của Thắng Hoàng những cái video trước thì anh em sẽ xem được chi tiết về nội thất của mẫu vàng này. Đấy, còn mình bán vàng thì nó cũng như những con loa con đẩy thôi. Đôi khi những cặp loa AR nó rất là xấu nhưng mà nghe nhạc nó vô cùng hay và giá nó vô cùng đắt đỏ. Đấy, những cái thiết bị nó không hoàn toàn là xấu là phải dở mà đẹp là sẽ hay. Đấy, tất cả các bác đóng nắp lại thì mặt phía trước của tất cả kiểu như ngon đẩy này, rất là đẹp, mic cũng vậy đúng không các bác. Còn mình thưởng thức, mình xem TV thì mình nhìn bằng mắt. Đấy, hình ảnh sắc nét hay là độ tương phản tốt thì mình nhìn bằng mắt, nhưng âm thanh thì mình lại phải sử dụng đôi tai, đúng không ạ? Những cái sản phẩm này cũng rất là ưa nhìn. Đấy, và chất lượng quan trọng là mình sử dụng mình cảm thấy nó hay. Đấy là cái điểm chuẩn để mà mình lựa chọn. Thắng Hoàng cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng nhé. Xin chào các bác, kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe nhé.